Sau ly hôn vẫn sống chung nhà, team Trương Quỳnh Anh cùng nhau cúng tổ nghề sân khấu. Dù đã ly hôn, nhưng vẫn như nhiều năm trước, cứ đến dịp giỗ tổ nghề sân khấu, team Trương Quỳnh Anh cùng nhau cúng tổ tại nhà riêng. Vào dịp giỗ tổ nghề sân khấu, các nghệ sĩ lại chuẩn bị mọi lễ vật chu đáo để cúng tổ nghiệp. Có những sau việc cúng tổ sân khấu hay các nhà thờ tổ cùng đồng nghiệp thì có những nghệ sĩ lại tổ chức cúng tại nhà. Mới đây, ca sĩ Tim đã tổ chức cúng tổ nghiệp tại nhà cùng lời chia sẻ. Cầu mong tâm vị thánh tổ phù hộ cho con được ca được diễn đến mãi mãi. Được biết, trên bàn cúng tổ ngoài heo quay, hoa thì Tim còn để nước hoa, túi đồ make up, cầu cho sự nghiệp của mình ngày càng thăng hoa phát triển. Nam ca sĩ cho biết từ khi theo sự nghiệp ca hát đến nay, năm nào anh cũng cúng tổ nghề sân khấu tại nhà. Trên trang cá nhân của mình, Trương Quỳnh Anh cũng chia sẻ không gian nhà đang ở cùng con trai và Tim. Cô đứng trước bàn cúng tổ nghiệp và thành tâm cầu nguyện. Giỗ tổ sân khấu, con cầu mong tâm vị thánh tổ phù hộ cho chúng con có nhiều sức khỏe và công việc luôn được thuận lợi. Tim và Trương Quỳnh Anh là trường hợp khá đặc biệt trong showbiz Việt khi đã ly hôn nhưng vẫn sống cùng một nhà. Tim từng cho biết anh và Trương Quỳnh Anh chia tay nhau khi cả hai không tìm được tiếng nói chung và không còn muốn nỗ lực cố gắng hàn gắn. Cả hai thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi trở thành những người bạn, không còn là sở hữu của nhau. Về bé Susie, theo như phán quyết của tòa án thì Tim là người nuôi con. Tuy nhiên cả hai vẫn chung nhà nên cả Tim và Trương Quỳnh Anh đều cùng nhau chăm sóc. Chúng tôi vẫn đi chơi cùng con và đưa đón con đi học mỗi ngày. Khi Tim bận thì Trương Quỳnh Anh sẽ ở bên cạnh con và ngược lại. Chúng tôi vẫn trao đổi về công việc để chủ động sắp xếp lịch sao cho phù hợp, lấy con làm ưu tiên hàng đầu. Việc sống chung nhà là để tiện chăm sóc cho bé Susie, cũng như tránh cho con cú sốc tâm lý và những tổn thương khác. Ban đầu thực sự cả hai rất sợ bé biết chuyện nên cố giữ bí mật. Tuy nhiên đến nay, Tim cảm nhận là con đã hiểu một chút của vấn đề. Susie là đứa trẻ vô tư nhưng rất tình cảm và thông minh. Tim sẽ vẫn để cuộc sống diễn ra thật bình thường nhất và đến một thời điểm thích hợp cả Tim và Quỳnh Anh sẽ nói chuyện với con rõ hơn. Tim mong rằng khi con biết bố mẹ chia tay thì con cũng không giận vì con đã nhìn thấy cả bố và mẹ đã cố gắng vì con như thế nào, cũng như bố và mẹ đã vì con mà cố gắng gạt bỏ tất cả để làm bạn với nhau ra sao. Trên tất cả chúng tôi vẫn là một gia đình, Tim chia sẻ. Sau ly hôn, Tim Trương Quỳnh Anh quyết định làm bạn sống chung nhà vì con trai Susie.